Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha mọi người ơi. Lại là mình Rick Quy ông đây. Trận đấu ngày hôm nay thì mình bị Triệu Vân bạn ấy lấy mất top rồi. Và do vậy là mình đi SP mọi người ơi. Thực tình ra thì mình không muốn đi SP đâu. Thế nhưng mà cứ để mình đi SP là team bên bạn đầu game mà cứ bị toang ấy mọi người ạ. Đó, ok nói phép vậy thôi chứ. Đầu game mình còn có thể là cấu rỉa và còn có thể là ăn được. Chứ còn cuối game mà cái con Richter nó đi SP thì bạn cũng đã biết rồi đấy. Trời ơi, không thể nào mà gồng gánh được luôn ấy. Tại vì là nhiều khi các bạn ấy phải hiểu ý mình ấy không phải là cái con tướng thuộc cái dạng là dơ mặt ra để mà chịu đam cho team được đâu mọi người. Do vậy là cần phải sự phối hợp nhịp nhàng và sự hiểu ý, ăn ý nữa các bạn ơi. Ở đây thì mình đứng lên cái bụi này nhé. Đó, mình sẽ hất tiếp tục vị trí của Sephira. Mình lui lại một cái đây. Rồi có Greasy lướt lên và ăn cả một cái đam phép du hiệp của mình nó nổ nữa. Thì chắc chắn là Sephira mà nằm lại trong phần này. Phần này thì Greasy bạn lại đi hơi xa này. À không, bạn lại phải đi giữ xa như vậy. Thì vị trí của đó là Duy mới dám lên cao. Ui dồi ôi, Duy còn một xíu máu mọi người ơi. Cái pha này cũng là một cái pha tham mạng của mình mọi người nhá. Đó, đây là một cái pha tham mạng của mình này mọi người này. Lướt qua con quái là té luôn mọi người ơi. Đó, thì pha này xong mình lại vòng lại. Mình định bắt vào vị trí của Duy thì ai ngờ gặp ngay Sephira. Bạn ấy biết bài của mình rồi mọi người ơi. Vừa mất cái tốc biến vừa nằm lại luôn cái mạng trong bụi luôn mọi người. Bạn đã biết được cái bài của mình rồi, do vậy bạn đứng sẵn trong bụi mọi người ạ. Đợi mình vào, sau đó là bạn gây đam. Mờ pha đó lại cố gắng đổi cái mạng của Duy nữa, nhưng mà mạng không đổi được, lại còn phải bỏ mạng ở trong trụ luôn. Trời ơi, Duy pha này thì phải nằm lại rồi, nhưng Sephira rất là tỉnh và còn cái tốc biến nhá. Thôi pha này thì Krennic của mình tham ăn thì cũng nằm lại luôn và tiếp tục là Greasy với cái việc đó là Bizen bạn lao xe lên cộng thêm với lại Alan nữa mọi người ơi. Hai con bài này để về cuối game nó tanh cực kỳ là tốt cho team đấy mọi người ạ. Nó chỉ cần lên những cái món đồ và nó dạng thủ một xíu thôi và lên thương khung này và lên tiếp theo là liềm ấy thì thực sự ra mà nói cái con Bizen với con Alan đấy nó thủ cực kỳ là tốt cho team luôn nhá các bạn nhá. Chứ là chưa hẳn là team bên kia là nó thiếu tanker đâu. Đây thì mình biết chắc là team bên kia đã ăn con rồng, do vậy mình kêu gọi luôn Triệu Vân vào ăn con ca sơ này ngược trở lại mọi người nhá. Và khi mà mọi người mà bị mất rồng ấy thì mọi người nên là set up quay ngược trở lại và ăn ngược hướng ca sơ mọi người nhá. Để khi mà chúng ta bị mất cái mục tiêu đầu rồi, chúng ta phải làm sao chúng ta gỡ gạc lại được cái con ca sơ này. Con rồng thì tất nhiên là nó sẽ quan trọng hơn con ca sơ rồi, nhưng mà khi chúng ta gỡ gạc được lại cái con ca sơ ấy thì chúng ta sẽ có cái thế lính nó đẩy cao đường lên, thì do vậy chúng ta sẽ ít bị ép vào trụ hơn. Ok, và đây ở dưới thì team mình với Triệu Vân và Greasy đã lấy được cái mạng của AD tốc biến đi đâu bạn ơi, chạy đi đâu này. Mình đã đoán được hướng tốc biến của bạn trước rồi nhá. Với cái việc đó là mình có cái nội tại đường sông thì bạn không thể nào lướt xa được bằng mình đâu. Ok, AD của team bên bạn đó là bạn Whip mọi người ơi. Con tướng Whip này thì bạn nào thích cái kiểu cute hoặc bạn nào yêu quý Whip hay là các bạn chơi kiểu One Charm Whip rồi ấy thì các bạn cầm các bạn chơi thôi, chứ con Whip này nó out meta rất là lâu rồi mọi người ơi. Với cái việc nó rất là tù, việc là nó đứng nó sạc ở chiêu cuối thì rất dễ là nhiều vị tướng để bắt được vào mọi người nhá. Đó, chứ nó không cơ động như kiểu dạng đó là Tarin, hay là nó không cơ động theo cái dạng là Violet, và nó cũng không dồn đam mạnh mẽ được bằng đó là John mọi người ơi. John thì các bạn ấy vẫn chơi, và nếu mà chơi John thì lại có những cái vị tướng SP cực kỳ là cứng, mà nếu mà để mình đi SP cho John thì thôi toang thực sự luôn đấy mọi người ạ. Hơi là lan man thì trận đấu này mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cái cách để mà các bạn cầm Richter, các bạn SP với cái team có vị trí AD của team bên mình là hơi não ca vàng một xíu này, và có vị trí của rừng team bên mình là cũng hơi tham mạng một xíu này. Đó thì các bạn phải SP ra làm sao và cái cách SP như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể trong cái clip này mọi người nhé. Ok, mới đầu game thì Violet chưa gì bạn đã lên cao như vậy, rất dễ là bị nằm lại nha Violet ơi. Nên là lui đi Violet ơi. Trời ơi, mình chưa về kịp đâu. Đừng có lao như vậy này. Trời ơi, mình không có ở nhà mà vẫn cứ lao lên này. Bizen nó lên này. Mình đã nghe thấy tiếng xe của Bizen, mình đứng trong bụi nhưng mà nó lách được vị trí của mình mất rồi. AD của mình thì phải nằm lại trong phân vừa rồi mọi người ơi. Đó, thì các bạn phải hiểu cái chất tướng của con Richter này nó không phải là cái con tướng mà lúc nào cũng kè kè ở đường được đâu mọi người ơi. Do vậy là mọi người không thấy vị trí của SP team bên mình di chuyển cùng thì các bạn nên là núp bụi một xíu. Trời ơi, giời ơi, Duy ơi là Duy. Không hiểu thực sự luôn, à, vừa rồi mình lại bị cắt nhỏ. Mình mới ra nhỏ đầu một cái mà Duy đã kê sẵn cái hướng mình di chuyển ra rồi mọi người ơi. May sao là bạn Triệu Vân bạn lên, bạn đảo đường và bạn lấy được mạng của Duy rồi mọi người ạ.
Cái con bài duê này cực kỳ là khó chịu luôn nhé mọi người nhé. Cái lượng đam cắt của nó cực kỳ là ảo rồi. Thôi làm lại mọi người ạ. Đó 121 rồi, à 123 rồi. Trời cái đây đẹp phết mọi người ơi, 123 này. Team mình đang hội cái đường mid này và cái trụ mid của mình nó cũng gần là nổ mọi người ơi. Pha này thì mình sẽ vào hỗ trợ với rừng team mình ăn cái con blue này mọi người nhá. Tại vì cái thằng Alan này biết ngay nó sẽ di chuyển vào đây nó ăn blue này. Và kết thúc cái mạng của Alan rất là thơm mọi người ơi. Ok di chuyển ra luôn mọi người ạ. Và đây giờ là cái đường mid này sẽ dành cho team bên mình này. Rồi mình sẽ vào luôn lấy cái trụ này luôn mọi người nhá. Rồi lấy luôn là cái đường mid này rồi này. Và miễn nhiễm cho vị trí của Chrissy. Tránh cái việc đó là bạn Alan bạn ném vào hất tung lên mọi người nhá. Trời ơi trên kia thì mình phải về thôi mọi người ơi. Violet đã rỉa được rất là nhiều máu cái trụ trên này rồi này. Thế bây giờ mình sẽ đứng ở đây. Đó mình đứng ở đây vừa là lấy cái map cho AD team bên mình. Cũng như là mình nhìn thấy vị trí của Whip đang ăn con quái nhỏ này. Cái tường này thì nó rất là dày nhá. Thôi băng vào vị trí của Whip luôn. Cái trụ còn khá là ít máu này. Đáng nhẽ pha này là quẹt cái trụ nó nổ trước. Sau đó là mới lao vào để mà bắt Whip các bạn ơi. Tốn máu quá. Suýt nữa thì phải mất cái băng xương mọi người ạ. Ok nên là lui về trong pha này nhá. Mình còn một xíu máu thôi. Và bây giờ mình di chuyển lên cùng với AD để bọc cái vị trí đó là của Duy mọi người ơi. Duy đang đẩy cao cái đường lính này. Mà cái pha vừa rồi mình cũng hơi hỏi chấm nhá mọi người nhá. Tại vì là cái sai của mình không nhìn thấy Duy thì chắc chắn là Duy cũng không nhìn thấy mình. Cái lúc mà mình bị Duy đón đầu cắt ấy. Ui thôi băng xương. Trời ơi team bạn sao mà đông thế này. Nên là lui thôi mọi người ơi. Trời không cứu được AD cũng không cứu được mid team bên mình rồi. Team bên bạn rồi nên đông thực sự đấy mọi người ơi. Quay lại liếm cái cục máu đã mọi người ạ. Rồi mình sẽ bọc cái hướng di chuyển về của AD cũng như di chuyển về của mid team bên kia mọi người nhá. Nhưng mà mình đây mọi người có thể để ý pha này nhá. Hai pha. Cái pha vừa rồi thì mình đang nói dở. Từ từ mọi người nhìn pha này này. Nó nhử mình luôn mọi người ơi. Thì không biết là Duy ở mình hơi nghi ngờ nhá mọi người nhá. Không biết là Duy có map hay không mọi người ạ. Đây là mình đi đơn. Trời ơi, may sao là Triệu Vân đã lấy được cái mạng đó là của bạn Whip team bên kia rồi. Whip thì tưởng là có nghĩ mình đúng một mình trong bụi nhưng mà không ngờ là có cả Triệu Vân nữa cơ. Đó, thì cái pha vừa rồi các bạn có thể để ý là Duy thì có thể là đoán trong bụi. Nhưng cái pha trước đấy khi mà mình chưa nhìn cái map của Duy nhá. Mà Duy đã biết để mà đón hướng trước cắt vào cái vị trí của mình. Thì tất nhiên là khi mình chưa nhìn thấy map của Duy thì Duy không thể nhìn thấy map của mình được cả. Thế mình đi ra một cái là bị Duy cắt luôn mọi người ơi. Và cái pha vừa rồi thì lại bị Duy nhử nữa thì cũng hơi đặt dấu hỏi chấm đấy mọi người ạ. Ok thôi không lan man nữa. Ở hack map hay không hack map thì vẫn cứ là chơi thôi. Không có cái vấn đề gì cả. Đó bây giờ cái lợi thế ổn định trước tiên nó dành cho team bên mình. Đó là cái việc cái đường trụ mid nó mở ra. Thì team mình đã ép được hai bên cái trụ cánh. Và thêm một cái điều nữa là team mình có thể kiểm soát sâu vào cái phần rừng team bên bạn. Và đây thì lộ con ca sơ này rồi. Rừng cũng như là Triệu Vân thì ra khá là chậm này. Và còn Triệu Vân nữa. Triệu Vân thì bạn ấy không hỗ trợ rừng để mà ăn cái con ca sơ này. Mà bạn lại di chuyển ra cái đường mid. Sau đó là để Alan ôm vào rất là nguy hiểm. Đây mình không dám vào. Tại vì khi mà lao vào trong khi mà Alan đang dùng cái chiêu cuối thì cái lượng máu của mình nó tụt rất là ghê. Và rồi mất luôn ca sơ luôn mọi người ơi. Thôi xong rồi toang rồi. Triệu Vân xong không ăn cùng rừng mà ông lại di chuyển lên cùng tôi làm gì. Đã có mình đứng ở sẵn trong bụi rồi. Nếu mà ai di chuyển lên thì mình sẽ lấy cái map và mình sẽ hất tung cũng như là hỗ trợ. Mà tại sao lại di chuyển lên đường mid của mấy mình trời. Thôi bỏ AD ơi. Thôi pha này thì toang rồi. Thì mà ăn được ca sơ này thì rất là khó giữ cái trụ này đây. Thì bạn thả trụ bên mọi người ơi. Ép trụ giữa và thả trụ bên miễn nhiễm này. Trời. Tí nữa thì AD phải nằm lại rồi. May mắn là AD còn cái tốc biến đấy mọi người ạ. Và cái pha miễn nhiễm thì cũng không biết là có thể hồi máu kịp khi mà Whip sử dụng ulti hay không. Thôi pha này cũng đành là bỏ trụ ngoài và thủ trụ này thôi. Trời đất trụ này cũng mất luôn mọi người ơi. Rồi một pha di chuyển xa và một pha ngáo ngơ của team bên mình đã để lại cho team bên bạn một đường siêu cấp rồi. Bây giờ lao vào đây làm gì đây. Lại còn mất tốc biến di chuyển ra nữa cơ. Rồi pha này thì team mình muốn đánh và team bạn thiếu hai người mọi người ạ. Nhưng mà cái con Sephira này nó cản rất là tốt luôn này. Ở đây thì mình để tránh mất cái đường mid này mọi người nhá. Thì mọi người đứng ở đây cho mình này. Thì chắc chắn là mình đã bị lộ sai do cái con Caster kia. Mình di chuyển trong bụi. Thì bạn Whip đã thấy được cái sai của mình rồi. Thế nhưng cái việc của mình nó là câu kéo team bên bạn ở đây. Và may mắn sao là lấy được cái mạng của Sephira nữa mọi người ơi. Đó. Ở đấy thì mình chỉ định câu kéo thôi nhá mọi người nhá. Và mình có thể là mình tốc biến qua bờ tường hoặc mình lướt qua bên bờ tường để mình thoát đi. Để cho cái việc của Triệu Vân bên team mình ấy. Bạn về bạn hồi máu sau đó bạn dọn cái đường lính mid kia kìa. Nhưng mà ai ngờ lại có vị trí của Sephira di chuyển vào. Do vậy là thôi tha mạng luôn mọi người ạ.
Mình để ý thấy rất là nhiều bạn chơi Richter mở vào cái phong cách ESP, đó là các bạn giơ mặt ra, các bạn đi kè kè, đi sát người AD nhé. Cái điều đó là không nên các bạn ơi. Các bạn phải hiểu là cái con Richter này này, cái nội tại để mà chúng ta khống chế là cái nội tại trong bụi. Do vậy các bạn hãy sử dụng cái nội tại bụi, vừa là đứng kê lấy mát cho AD team mình dễ hoạt động, và cũng như là sẽ băng vào trong cái trường hợp nếu như team bên bạn có những cái vị trí sát thương cao. Đó, nó muốn băng vào team của mình, muốn băng vào AD của team bên mình. Đó, như pha vừa rồi thì Duy bạn ấy bị cái miễn nhiễm của mình, do vậy không sử dụng được cái chiêu cuối để mà hất văng mình ra. Ở đây mình đã nghe vị trí của B dần lên xe rồi, các bạn nghe kỹ nhá. Rồi đây rồi, xong luôn. Thôi pha này thì mình đành phải nằm lại, team mình dồn khá là đông ở đây rồi. Đó, mình sẽ giơ mặt chịu đam cho team mình, gây ngược lại đam cho team bên kia. Ok, chị Vân bổ rất là đẹp và lấy được hai mạng của team bên bạn rồi, rất là thơm nhá. Bây giờ là mở ra cái cơ hội để cho team mình ăn với con ca sơ này, cũng như là để ép đường mọi người ơi. Triệu Vân trên kia thì khả năng là toang rồi này, whip tốc biến lên rồi toang luôn Triệu Vân. Đó, pha vừa rồi đã mất cái con ca sơ thì trận đấu đã xoay ngược tình thế 360 độ rồi. Pha này mà để mất ca sơ nữa thì thôi toang luôn đấy mọi người ơi. Trời ơi, lại cả click nắc bạn nào lên luôn mọi người ạ. Ăn được con ca sơ này thì bây giờ chỉ còn có 3 người team mình thôi. Ở đây mình đang đứng lấy sai thì thực sự cái pha này mình không biết phải làm gì và rất là bị cuống mọi người nhá. Mình đang nghe đến vị trí xe bây dần lao xuống, mình đang định kê cái xe thì quay đi đã nhìn thấy vị trí là của Alan team bên kia bắt vào vị trí AD team bên mình rồi mọi người ơi. Dừng team bạn ấy đi ngang cái hướng bụi này và vòng, sau đó là bắt lại vị trí AD team bên mình, đó là Violet, và sau đó thì lại cả Chrissy nữa. Mình không biết phải làm gì với mọi người ơi, vẫn giữ nguyên cái miễn nhiễm trên người của mình. Nếu pha đó mình có xử lý sai hay là mình có chưa tỉnh táo và thì mọi người cũng thông cảm cho mình nhá. Thực sự là không biết phải làm gì, cuống thực sự luôn đấy. Mình đang được lấy sai thôi, mình đang tập trung quá là nhiều vị trí xe của Bison. Đó, mình nghe thấy Bison lên cái xe rồi, nghe thấy tiếng lên xe rồi mà lại quay lại nhìn thấy vị trí của AD team bên mình bị dừng team bạn, đó là Alan bắt vào, không biết phải làm sao luôn. Trời đất, may sao là có vị trí đó là của bạn bạn Triệu Vân, bạn lên bạn cắt lính trên kia rồi mọi người ơi. Và bây giờ thì team bạn dồn rất là đông ở đây, mình đang muốn bắt vào vị trí đó là của Whip hoặc là của AD, à của Whip hoặc là của bạn Mid team bên kia, đó là Duy mọi người ơi. À đây rồi, mình sẽ ra cái đường sông này để lấy nội tại đường sông, sau đó mình băng vào con bùa nó sắp hiện ra mọi người nhé. Con bùa thì còn khoảng là 2 giây nữa sẽ hiện ra này, lướt vào bùa này, sau đó lướt vị trí đó là của bạn Duy này. Nhưng không ngờ là cái đam không đủ mọi người ơi, mình chưa dám dùng tốc biến trong pha này. Dùng tốc biến trong pha này thì quá là cá nhân luôn, thế nhưng mà bây giờ vẫn phải dùng tốc biến khi mà đã nhìn vị trí là của Bison đã ném cái chiêu 1 vào người mình rồi. Nên là lui trong pha này mọi người nhé, mất cả cái giáp hồi sinh luôn. Và bây giờ thì toang cả AD cũng như là toang cả rừng rồi thì phải làm sao mọi người ơi. Ở đây cái vị trí này thì mình đang nhìn thấy mỗi Duy di chuyển lên khá là cao, và khả năng tình huống này là tình huống gạ đòn rồi. Đó, mình rất nghi là team bên bạn đang ăn con ca sơ này mọi người nhé. Đây, mình sẽ ra mình check một xíu này. Rồi, như vậy là đang ăn rồi mọi người ơi. Có mỗi vị trí là của Severa lấy sai cũng như là tanh cho vị trí của Whip đằng sau ăn. Thì pha này mình băng luôn vị trí của Whip nhá. May mắn sao con ca sơ nó hất tung lên và mình còn cái du hiệp nó nổ, cũng như là còn cái liềm kết thúc luôn cái mạng của AD team bên bạn, rất là căng luôn các bạn ơi. Ok, một cái trận đấu gọi là ngặt nghèo của team bên mình mọi người ạ. Trời đất, còn mỗi cái trụ bên cái đường ca sơ kia thôi, mất hai cái trụ bậc thềm bên đường rồng cũng như đường mít rồi. Và bây giờ team bạn nằm lại đến 5 người rồi, mình sẽ bán cái liềm đi, bán luôn team Homunculus để lên tiếp theo là cái món thuẫn mọi người nhá. Lên cái món thuẫn này, mình sẽ chuyển từ cái giải sang cái thuẫn, sau đó mình sẽ lại bán thuẫn đi để mà mình lên giáp hồi sinh. Giáp hồi sinh của mình thì nó sắp hồi rồi này. Pha này lấy được cái trụ mid thì AD team bên mình cũng như là mid team bên mình thì lại không đi cùng nhau mọi người ơi. AD team bên mình lại vào để mà ăn bùa đỏ nữa cơ. Trời đất ơi, team bạn nằm lại 4 người 5 người như thế này mà không vào để mà ép trụ, lại còn đi lẻ nữa thì thôi chịu ông thần AD này thật rồi. Và bây giờ mình phải hỗ trợ Triệu Vân ăn cái mạng nó của Alan này mọi người ơi. Trời đất, Triệu Vân thì rất là trâu nhưng mà với cái lượng sát thương chuẩn cũng như là cái đam của Alan thì cũng không dám là vào luôn mọi người ơi. Ở đây thì team bên bạn đã ra đủ 4 người rồi, và bây giờ mình đang nghi là Bison lao xe ra nhá, vào ngay người Chrissy luôn miễn nhiễm, nhưng mà Chrissy không kịp làm gì đã bốc hơi luôn mọi người ơi. Trời ơi, hình như là mình miễn nhiễm pha đó là hơi muộn hay nào ấy. Mình đã nhìn thấy Chrissy bấm cái tốc biến di chuyển ra rồi, thế nhưng mà bạn ấy chắc có lẽ là với cái lượng đam của Bison về cuối game thì hoàn toàn là không kịp làm gì mọi người ơi. Vị trí của Triệu Vân cũng như vị trí của nó là AD team bên kia, team mình thì đang cố gắng là bắt vào vị trí của Whip, nhưng mà thôi các bạn ơi, bây giờ hai cái lượng đam quan trọng như thế này mà nằm lại là thôi mình chịu luôn đấy nhá. Nhân là lui đi hai bạn ơi.
và bây giờ đã bắt lại vòng ngược lại vị trí của Bison và đang muốn kết thúc cái mạng của Bison mọi người ơi. Và mình bọc đầu đây xem Bison có lao xe vào đây không nhé. Và không mọi người ạ, xe của Bison thì đi rất là xa luôn, xuống hẳn cái đường dưới này luôn. Thế nhưng bây giờ có cơ hội để mà bắt cái vị trí Bison đi lẻ như thế này thì mọi người nên là bắt mọi người nhé. Đó, mọi người nên bắt để tránh cái việc đó là cái con Bison này này nó mở giao tranh cực kỳ là khó chịu luôn, với cái xe nó lao vào cộng thêm với đồng đội của nó nữa thì rất là khó cho team bên mình. Ok, và bây giờ bắt luôn cái vị trí Bison. Bison đã nằm lại rồi và có thêm vị trí của Alan nữa. Pha này các bạn đừng có bộ nhé, giữ nội tại trong bụi, các bạn hất tung hai lần này để cứu cái nhịp AD bị gây ra mọi người ơi. Và mình phải sử dụng thuẫn luôn. Ok, rất là thơm và rất là may cho AD trong pha đó. Đó, thì mình cũng rất là thông cảm cho các bạn. Khi mà các bạn mới chơi Richter, mà các bạn chơi Richter nó chưa quen ấy, thì các bạn rất dễ là bị loạn ở những cái nội tại bụi cỏ, đường sông, đường đất mọi người nhá. Thì mọi người liên tục phải ghi nhớ nội tại bụi cỏ, đường sông, đường đất. Và mọi người lại còn phải xem nữa là xem mình đã có nội tại đấy chưa, đó đã vào bụi cỏ chưa, và mọi người có nội tại đường sông hay chưa. Thêm vào một cái đó là mọi người DSP, mọi người lại còn phải là nhìn map nữa, rất là nhiều việc luôn mọi người ơi. Thêm vào nữa lại còn đồ nữa, đồ thì mọi người phải đổ liên tục nữa. Nên là mình rất là thông cảm cho các bạn nào mà chơi mới chơi Richter này mà các bạn chơi không được tốt, cũng như là các bạn chưa hiểu nguyên lý hết của con Richter và chưa quen tay. Thực sự ra mà nói thì ngày trước mình cũng như vậy thôi, chẳng qua là mình chơi quá là thuần thục rồi, miễn nhiễm nhá, để tránh cái con duyên nó hất ra. Đó, chẳng qua là ngày trước mình chơi quá là thuần thục và quá là nhiều rồi, do vậy mình mới nắm bắt được hết cơ. Cái điều ở đây mình muốn nói là các bạn mới chơi Richter thì các bạn nên là cầm đi được cái đường tốt các bạn nhá. Chứ các bạn cầm DSP như thế này thì rất dễ là uống hoạt huyết dưỡng não đấy. Pha này thì mình đã đoán trước cái vị trí của Bison sẽ lao xe về, do vậy mình chặn đầu xe luôn các bạn ơi. Tốc biến để về cứu team nhưng mà không kịp nữa rồi. Còn mỗi cái vị trí Sephira thôi thì rất dễ là toang luôn. Rồi, như vậy là clip của mình khả năng đến đây cũng sẽ là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay, hữu ích, mọi người đừng quên cho mình một like, subscribe cái kênh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.